Giờ đây, việc gửi tặng hoa tươi chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Dịch vụ đặt hoa tươi online chỉ với một cú click chuột nay đã có mặt tại tất cả các quận huyện 63 tỉnh thành trên cả nước. Chất lượng hàng đầu, thực hiện nhanh chóng, miễn phí vận chuyển, thanh toán online, nhận đặt hoa theo yêu cầu. Truy cập ngay flowerforyou.com.vn. Thông tin chi tiết xem tại mô tả dưới video này. Học sinh VinSchool gọi vốn qua lớp học mô phỏng show truyền hình Shark Tank. Với những ý tưởng kinh doanh độc đáo, cùng khả năng tiếng Anh và kỹ năng đàm phán để sức thuyết phục, các học sinh khối 9, 10 của trường trung học VinSchool The Harmony đã hóa thân thành những nhà kinh doanh và kêu gọi vốn từ nhà đầu tư đặc biệt, thầy John Dorman, trong một tiết học được mô phỏng theo show truyền hình Shark Tank. Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều trải nghiệm học tập, vừa qua VinSchool đã phối hợp với EF Việt Nam mời chuyên gia John Dorman đến trường trung học VinSchool The Harmony giao lưu và giảng dạy tiết học về kinh doanh và khởi nghiệp. Là giáo viên Hoa Kỳ được công nhận đạt chuẩn chương trình tú tài quốc tế IB, thầy John có kinh nghiệm làm việc cùng học sinh tại hơn 190 trường trung học ở 18 quốc gia khác nhau trên thế giới. Thầy cũng đã có hơn 10 năm thành công trong việc phát triển các công ty mới thành lập thành các doanh nghiệp có lợi nhuận lớn. Đến với các em học sinh trường trung học VinSchool The Harmony, thầy John Dorman mang tới một tiết học thú vị có tính tương tác cao. Với chủ đề kinh doanh, tiết học đã cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về lĩnh vực này, giúp các em hiểu hơn về những kỹ năng thiết yếu để trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Đặc biệt, ở phần đầu tư khởi nghiệp, 9 nhóm học sinh đã vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng thuyết trình để lần lượt đưa ra ý tưởng khởi nghiệp của mình, từ đó thu hút vốn đầu tư từ Shark Zone. Tại lớp học này, kiến thức không chỉ được trao đổi một chiều, các học sinh được trực tiếp đặt câu hỏi với thầy để tìm hiểu những ưu nhược điểm về các mô hình kinh doanh. Với cách tiếp cận gần gũi và nhiều ví dụ thực tế, các em đã được truyền cảm hứng và dễ dàng tiếp cận với các chủ đề kinh doanh. Thầy John Dorman đã có lời chia sẻ khi kết thúc giờ học rằng: "Tôi rất bất ngờ và ấn tượng với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của các bạn học sinh ở VinSchool. Tuy chỉ mới là học sinh trung học và kinh doanh là đề tài rất khó, nhưng các bạn có tinh thần học tập rất tích cực và thể hiện rất rõ ràng tư duy của mình. Kỹ năng tiếng Anh tự tin và kỹ năng đàm phán của các bạn cũng khiến tôi rất ấn tượng." Bạn Hà Khánh Phương, lớp 9B1 trường trung học VinSchool The Harmony chia sẻ: "Con đã hiểu thêm nhiều điều về khái niệm kinh doanh. Buổi học giúp con biết cách áp dụng những kỹ năng cần thiết vào công việc học tập, như cần lên kế hoạch cụ thể và phân biệt các ưu nhược điểm trước khi làm một dự án nào đó." Thông qua những tiết học và giao lưu này, ngoài việc củng cố các kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, các em còn được bước đầu làm quen với các kiến thức về khởi nghiệp và gọi vốn, hướng tới một mô hình học tập tiêu chuẩn quốc tế. Từ đầu năm 2018, hệ thống giáo dục VinSchool đã ký hợp tác với tổ chức Junior Achievement Việt Nam (JA) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội (BK Holdings) triển khai chương trình giáo dục tư duy tài chính và khởi nghiệp cho học sinh phổ thông. Học sinh VinSchool sẽ được trang bị những kỹ năng, kiến thức, nền tảng về kinh tế, tài chính, làm chủ cuộc sống, đồng thời xây dựng tư duy khởi nghiệp, tinh thần đổi mới ngay từ trên ghế nhà trường. Chương trình gồm 3 mảng nội dung chính: 1. Kiến thức tài chính, cách phân bổ ngân sách và sử dụng tiền hiệu quả, cơ cấu và cách hoạt động của hệ thống tài chính ngân hàng, xác định và phòng tránh rủi ro tài chính. 2. Kiến thức kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp, cách thức lên ý tưởng, thành lập, điều hành các cơ sở kinh doanh, gọi vốn đầu tư, vay vốn ngân hàng. 3. Hướng nghiệp, cách thức xây dựng hình ảnh bản thân, xác định mục tiêu, lập kế hoạch, xây dựng hồ sơ, thư xin việc. Từ dancri.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.